Hello các anh chị, chào mừng các anh chị quay trở lại với lớp học luyện thi quốc tế của Viet Solutions ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học phẩm form N400, những câu hỏi từ câu số 12 đến câu số 14. Mục War Crime có nghĩa là tội phạm của chiến tranh. Thì những câu hỏi này hoàn toàn mang nghĩa xấu thì chúng ta trả lời là cái gì ạ? Là no, nhớ nha. Những câu hỏi mang nghĩa xấu trả lời no, no ma'am hoặc no sir. Ok, các anh chị cùng mở form mở form N400 câu số 12 nhé. Thì yêu cầu của bài này ấy, thì chúng ta không cần phải thuộc định nghĩa, nhớ nha. Bài này chúng ta không cần phải thuộc định nghĩa, nhưng chúng ta cần phải hiểu được câu hỏi hỏi phần gì, và chúng ta có thể nhận biết được câu đó là chúng ta trả lời no. Ok, mình cùng mở form N400 nào. Câu số 12 trước nha. Câu số 12, đặc điểm nhận dạng của tất cả những câu trả lời no là gì ạ? À? Mình học rất nhiều rồi. Have you ever? Bắt đầu bằng have you ever, ok? Have you ever được có nghĩa xấu. Thì bây giờ câu số 12 này, have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or particular opinion? Nguyên cả một câu dài. Thì dịch ra nha, bạn có bao giờ bức hại trực tiếp hoặc gián tiếp người nào vì lý do chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất xứ, là thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị? Đó, một cái câu nó dài như thế. Thì chúng ta chỉ cần nghe được chữ have you ever, chúng ta có thể biết được là trả lời là no. Ok, thì cái từ mới trong này là chữ persecute. Persecute. Thì persecute có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là bức hại. Bức hại. Bức hại, persecute. Persecute means to treat people cruelly over a period of time. Persecute có nghĩa là đối xử với con người rất là tàn bạo, cruelly, trong một cái khoảng thời gian. Cái đó gọi là bức hại nha. Treat people cruelly. Treat people cruelly over a period of time. Bức hại. Persecute, bức hại. Chữ mới nữa này là chữ race. Race. Race là gì? Là chủng tộc. Race là chủng tộc. Race means group of people with same language history. Có nghĩa là một nhóm người mà có cùng ngôn ngữ, có cùng lịch sử, cùng văn hóa đấy, thì gọi là chủng tộc. Race. Như vậy câu này hỏi là bạn có bao giờ bức hại một cái người nào đó vì lý do chủng tộc, tôn giáo, vân 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 hay không? Thì mình trả lời là no. Chữ bức hại là persecute, chủng tộc là race. Ok, câu số 13 này. Câu số 13 này thì chỉ là những câu hỏi này là between March 23rd, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly with? Thì cái câu này á, là giữa ngày 23 tháng 3 năm 1933 và ngày 8 tháng 5 năm 1945, bạn có làm việc cho hoặc liên hệ bằng bất kỳ cách nào với? Với ai? Với the Nazi government of Germany, chính phủ phát xít của Đức Quốc. Thì những câu hỏi này chỉ dành cho những người sinh trước năm 1945, còn những người sinh sau năm 1945 thì đương nhiên là không thể hỏi. Nhưng mà đây cũng là một câu có thể nói là rất hiếm khi hỏi. Rất hiếm khi hỏi, cho nên mình cũng không cần quá quan tâm đến những câu này. Tuy nhiên là chúng ta vẫn hiểu được là câu này hỏi vấn đề gì, đúng không ạ? Vậy chúng ta chỉ cần nghe được là between March 23rd, 1933, và nghe được May 8, 1945. Nếu mình nghe được chữ 1945 là mình hiểu là hỏi năm 1945, trước năm 1945, thì cái đấy là không áp dụng với mình nha. Nhưng mà nếu mà có người nào thi mà sinh trước năm 1945 mà bị hỏi câu này, thì keyword mình nghe là gì ạ? Keyword mình nghe, câu này không có have you ever. Câu này không có have you ever. Anh chị nhìn kỹ xem, không hề có chữ have you ever. Did you work for blah blah blah. Không hề có have you ever. Vậy mình nghe keyword là 1945. 1945. 1945. Đó, thì mình nghe được là ok, no, 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 trả lời luôn, no, ok. Rồi, câu số 14. Were you ever involved in any way with any of the following?
Bạn có bao giờ liên quan bằng bất cứ cách nào với những hành động sau đây? Thì chữ này, keyword này, were you ever? Thay vì họ dùng chữ have you ever, thì bây giờ họ dùng chữ were you ever. Thì mình vẫn nghe được chữ ever là chữ quan trọng. Chỉ cần nghe được chữ ever là mình biết nghĩa xấu, mình trả lời no. Rồi mình đi từng từ mới này. Genocide. Genocide có nghĩa là diệt chủng. Diệt chủng là sao ạ? Là killing a large group of people, có nghĩa là giết một số lượng lớn, một nhóm lớn những người, gọi là diệt chủng nha. Killing a large group of people. Torture là gì? Torture là tra tấn. Tra tấn là sao? Cause severe pain on someone, có nghĩa là gây ra một đau đớn rất là khủng khiếp đối với một người nào đó, tức là gọi là tra tấn. Torture. Chữ tiếp theo, killing or trying to kill someone, có nghĩa là sao? Giết, giết chóc hoặc cố tình giết chóc một ai đó. Thì gọi tiếng Anh dịch ra make someone dead, có nghĩa là làm cho ai đó chết, thì có nghĩa là giết chóc. Ok. Tiếp tục, barely hurting or trying to hurt a person on purpose, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là cố tình làm sao? Cố tình làm đau, hoặc là cố tình làm đau một người nào đó, cố tình làm tổn thương. Đây ạ. Làm tổn thương nặng hoặc cố tình làm tổn thương một người nào đó. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose, có nghĩa là cause pain to someone, gây nên đau đớn cho một người nào đó. Cause pain to someone. Hurt, hurt là injure someone. Hurt là làm tổn thương. Injure someone. On purpose có nghĩa là cố tình. Intentionally, intentionally, on purpose, cố tình. Tiếp tục, chữ tiếp theo, forcing or trying to force. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations. Ép buộc hoặc cố tình ép buộc một người nào đó có bất kỳ loại quan hệ tình dục nào hoặc mối quan hệ khác. Chữ này, chữ mới, force. Force có nghĩa là ép buộc. Force, ép buộc. Make someone do something he doesn't want to do, có nghĩa là làm cho một người nào đó phải làm một cái công việc gì đó mà anh ta không muốn làm. Make someone do something he doesn't want to. Force, ép buộc. Tiếp tục, F này. Not letting someone practice his or her religion. Not letting someone practice his or her religion có nghĩa là sao? Không để cho một người nào đó được thực hành tôn giáo của họ. Từ mới, religion, religion tôn giáo, religion tôn giáo. Tôn giáo là system of faith and worship, tôn giáo, system of faith and worship. Let có nghĩa là allow to, để cho ai đó được làm cái gì đó. Let, allow to. Ok. Mình ôn lại nha. Những câu này chỉ mình nghe và mình trả lời được là no, đã là đạt được yêu cầu của bài học ngày hôm nay rồi. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Mình trả lời thế nào ạ? À? No ma'am, no sir. Tiếp tục. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, do you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with the Nazi government of Germany? No, ma'am, no, sir. Were you ever involved in any way with any of the following? Genocide? No, ma'am. Torture? No, ma'am. Killing or trying to kill someone? No, ma'am. Badly hurting or trying to hurt a person on purpose? No, ma'am. Forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relation? No, ma'am. Not letting someone practice his or her religion? No, ma'am. Ok, chỉ cần các anh chị nghe được và trả lời được là no, đã là đạt được yêu cầu của bài học ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc các anh chị học tốt. Hẹn gặp lại các anh chị buổi học ngày lần sau.